con kia nó còn có cái chân sau, con này đéo có chân sau. Quay sang không vừa. Cái ghế nhỏ thôi. Chân mới rồi. Sao vào tí nào chưa? Vào tí nào chưa? Chưa nhỉ. Nếu mà chung thì gửi kiến nó. Chung mấy ông bánh ấy, ông bánh sau trận nó đánh cho C. C thì phải đánh từ đầu chứ. Thì bây giờ ai nhận nữa, có tỷ số rồi ai nhận nữa. À thế C tí nữa để tôi ra đây hỏi thằng kia xem đánh định đánh bên nào, để đánh Sky hay đánh nữa. Để tí nữa ra tôi hỏi thằng của em xem. Thì em nó đánh căn nó 1 đã. Toàn có cày đêm không thì hỏi có người ngủ hay không bằng thừa. Toàn đi cày đêm. Sao dạo này có hay đánh nhau? Em ngon đấy vậy. Chuẩn bị lấy vợ ở nơi. Rồi, hôm nay ép mình vẫn to được. Hôm nay các bạn nó gần bên kia quá, không mình vẫn to được. Gần nó mình to nói to cái nó nghe ngay. Mọi hôm á, cứ có hai tầng đánh nhá, một tầng trên này, một tầng dưới. Đó là mình ngồi vẫn ở trong kia. Này đang sửa quán tầng trên. Không anh là mặt đần giống như cục cứt. Tự dưng lần đầu tiên gặp là không nhận ra nhìn ảnh rồi. Mấy cả để lấy tự dưng này nhớ ra cái cổng chiếc đường dài gầy gầy hao hao đấy. Alo, vâng, chúng ta hãy cùng tiếp theo đến với trận đấu tiếp theo thôi. Đây là trận đấu thứ hai, sửa cái tỷ số một chút. Ai có thuốc không? Này, thuốc à? Làm gì không? Ui, đây rồi, màn hình Samarian của game thủ về lớp bằng 4 voi. Bốn vòi đã xuất hiện. Bán hương hôm nay nó không đốt thôi. Vâng, một pha chết dần, cầu vòi chết dần của game thủ về lớp. Trước đó là một pha về lớp bị con sư tử phía trước câu máu khá nhiều. Vâng, cái từ cấu này tôi nghe rất nhiều ở trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng rất tiếc là tôi không biết chơi Liên Minh Huyền Thoại. Vâng, học tương đối lâu rồi nhưng mà chơi gà quá cho nên là quyết định không chơi nữa. Vâng, chơi cứ gà đồng đội nó cứ chửi thì thôi, chơi làm cái gì, cứ quay về đế chế ngồi chém gió vậy cho vui thôi. Tiếp tục cùng quay trở lại với trận đấu. Màn hình máy của game thủ về lớp được cầm Samarian, còn game thủ nó một ổn đâu, nó một cầm Greg càng cò, nhưng Greg có hai bãi quả phụ. Vâng, có bạn nhạc bất quần 123 có hỏi cô đơn hay không? Không hề cô đơn đâu, ở đây có rất nhiều các bạn đang ở đây rồi. Vâng, có một bạn lặn lội từ từ Phương Mai sang, và có một bạn từ ở trên vâng Hồ Thành Công xuống cơ. Vâng. Vâng, rất không khí ở đây đang rất vui vẻ, không những chim lợn ngồi đằng sau, không những chim lợn ngồi đằng sau game thủ mà còn những bạn khán giả ở đây nữa, rất vui. Màn hình máy của game thủ No 1, vâng, No 1 không thể ép với 23 nông dân được, không có quá nhiều đồ lùa về, vẫn quyết định 25 nông dân thôi, nhưng sẽ là một bài Greg sẽ khỏe. Vâng, không thực sự sấm sủa nhưng sẽ là một bài Greg khỏe. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ bên lớp 26/28, giật nốt những con voi còn lại trong bầy voi của nhà mình về. Vâng, có sự xuất hiện của game thủ Mèo Mèo ở đây, có sự xuất hiện của game thủ Mèo Mèo. Vâng, cũng 26 nông dân. Gỗ là tương đối nhiều nhưng việc khung nhà của game thủ bên lớp ở trận đấu này là rất khó, các bạn có thể theo dõi là rất khó. Chưa không có ai lên đời quá sớm, không có ai quá đột biến ở trong trận đấu này. Ồ,
Vâng, dân vừa rồi mà là dân bình thường thì có lẽ là ngất rồi. Nhưng đấy là dân Summer. Vâng, đang... quá đáng tiếc, các bạn có thể thấy là một cái nhà BM quá đáng tiếc. Ôi, mèo sèng lên cực kỳ sớm. Mèo sèng cực kỳ sớm, nhưng dường như là một bài sèng không không quá giàu có. Vâng, nông dân của mèo sang đến tận nhà của bên lớp chứng tỏ điều đó. Vâng, mèo sèng dường như là cũng là một bài đánh cung. Chúng ta hãy xem màn hình máy của thủ nô 1 để biết điều đó. Đây rồi, nô 1 đây rồi, nô 1 chơi vào nhà đánh chém. Bin nhưng vậy là bi với là người đánh chém. Còn mèo là người đánh cung. Bắt đầu chọc vào nhà của đối thủ BB rồi. Vâng, cái tên BB gieo rắc bao nỗi khiếp sợ cho fan hâm mộ của cụ thể là chim sẻ đánh nắng. Tôi cũng là một trong số đó. Vâng, những trận thua có thể nói là khá cay đắng khi mà quân bài là một phần, nhưng đẳng cấp của BB nó cũng được thể hiện rất nhiều. Không sao, sẽ có trận lượt về và chúng ta sẽ còn được chứng kiến trận lượt về nữa. Bây giờ thì game thủ nô 1 đang nhanh tay khung kín lại những cơ sở làm ăn của mình. Không biết BB là người cầm quân gì nữa. Nhanh. Rất may. Vâng, sẽ nhiều gỗ như thế này, lát nữa chắc chắn sẽ có y. Lát nữa chắc chắn sẽ có y. Vâng, con ngựa giò vừa giữ con ngựa chém lùa theo. Và sau đó thì đâm con ngựa chém vào trong cái chỗ nhạy cảm này hơn. Kéo nông dân đi ăn hoang. Vâng, đã có bánh xe rồi, tương đối chắc cốp. Nhưng thời điểm này thì nhà của cái thủ BB cũng đã kín. BB dường như cũng là một bài IA hay cho son gì đó. Cũng là IA hay cho son gì đó. Vâng, y ở chỗ này. Vâng, cực kỳ hiểm hóc, thêm một cái nữa đi. Hai cái y sóc cho sướng. Vâng, ăn hoang đôi voi này. Đúng rồi, hai y và ăn hoang đôi voi. Dường như là có một pha trèo cánh tất tật sang nhà về thủ về lớp rồi. Nếu không nhanh thì về lớp chắc chắn sẽ tắc tử. Chúng ta hãy cùng xem về lớp một chút đi. Về lớp vẫn 30. Vâng, với lợi thế của nông dân Samarian là việc giữ dân không quá khó. Nhưng cung R của đối thủ meo meo mà đẩy ra thì thực sự điều đó sẽ trở nên khó với game thủ về lớp. Đang quay ruộng. Bản tính quay ruộng của game thủ về lớp. Còn đây là màn hình máy game thủ nô 1. Vâng, vẩy e trăng chi từ phía trong, lọt đi, lọt vào, đúng rồi. Như vậy là không được, tờ này không được rồi. Vâng, game thủ B cũng đã thủ y, vâng, B nhận thấy những sự nguy hiểm ở những con y mã C, lập tức cũng thủ y ở phía trong, không thủ phù mà thủ y. Vâng, y mã C di chuyển là cực kỳ nhanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem Maxe sẽ gây được những phiền hà gì cho game thủ BB. Ít nhất thì phải cầm chân được BB, tránh cho việc BB đẩy những con chém cộng với những đơn vị quân ra làm phiền nhà game thủ Vên Lớp. Vên Lớp phải được thi đấu ít nhất là song phẳng với xe. Vâng, ít nhất là như vậy. Mặc dù là Summerian thôi, nhưng Vên Lớp cần phải có một sự đảm bảo đến từ game thủ nô 1. Ồ, có cả phù ở trong nhà rồi, căng cò tên này. Chắc chắn bị mất một con. Vâng, mất rồi. Nô 1, đúng rồi, nô 1 đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Và bây giờ thì vác cả dân lên quẩy thôi. Rất may là con y kia không chết. Vâng, hai phù ở phía trong, cẩn thận điều này. Vâng, các kiểu các thể loại luôn. Cắm cả P ở trên này luôn. Cắm luôn một P ở trên này. Đen y. Đúng rồi, đen con y là hợp lý. Bây giờ thì công phù. Vâng, nhiều vàng đến mức đắp 2 BP ư. Vâng, tôi vẫn chưa muốn xem màn hình máy của game thủ về lớp vào thời điểm này. Chưa muốn xem về lớp vào thời điểm này. Vâng, đen chém cực kỳ hợp lý. Bây giờ thì công phù cộng với đập dân. Vâng, không còn đúng 10 thằng nông dân ở đây. Còn đúng 10 thằng. Vâng, về lớp đi sai rồi. Về lớp không thể... chúng ta cùng xem màn hình game thủ về lớp một chút. Vâng, về lớp không thể một mình cân đôi được. Không thể một mình cân đôi được. Chắc nó
phủ được. Vâng, quá mải miết với những tình tiết, vâng, tôi vẫn hay nói nhầm mà, chuyện bình thường thôi. Có khi phải cắm que vào miệng thôi.